Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế thì mới đây hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.612 F0 tại Hà Nội, tăng 207 F0 so với ngày 19 tháng 12 và là nơi duy nhất có số ca mắc mới trên mức 1.000. Số ca mắc tăng cao, phần nào mang đến lo ngại cho người dân sống trên địa bàn Hà Nội về những hậu quả của dịch đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực tế điều trị cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội. Và mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây để thấy rõ điều đó. Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tính đến hết ngày 20 tháng 12, Hà Nội hiện có tổng cộng 14.333 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó 5.061 người được theo dõi tại nhà, 4.436 trường hợp ở khu cách ly và 4.836 ca tại các bệnh viện cơ sở y tế. Đáng chú ý, số lượng bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội diễn biến nặng hoặc nguy kịch hiện nay là 180 trường hợp, chiếm khoảng hơn 1,2% tổng số ca nặng đang điều trị, trong đó 161 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 2 trường hợp thở oxy dòng cao và 17 người thở máy không xâm lấn. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 85 người tử vong do COVID-19. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong trên địa bàn thành phố hiện là 0,3%. So sánh với thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này đang có 65.867 F0 được theo dõi điều trị trên địa bàn. Trong đó, số ca diễn biến nặng nguy kịch là 2.984 trường hợp, chiếm hơn 4,5%. Tỷ lệ tử vong của thành phố Hồ Chí Minh đến nay cũng là 4%. Như vậy, dù số ca mắc mới trong thời gian gần đây tương đương thậm chí cao hơn thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng tử vong của Hà Nội vẫn thấp hơn khá nhiều.